Rồi đang kiểm tra con này là loa Liên Xô ha, Liên Xô cũ S90. Cặp này ngày xưa là số má lắm đây, cơ bản ngoại hình đẹp, thùng thiết đồ từ hậu đến tiền đồ đẹp hết trên nguyên bản ha. Mình tranh thủ mình kiểm tra xem coi nó có lai hay là nó có bị lai loa từ đó như thế nào không. Cơ bản đây cho anh em xem loa này nó dạng sao mà ngày xưa nó không chuộng được. Nhất coi cái bộ phân tầm của nó này, nó kinh khủng luôn á. Anh em thấy cái bộ phân tầm nó rất là kinh khủng, dày chặt 4 tụ này. Đây này, đó, bộ phân tầm của nó đó. Đúng chưa? Cục loa nó nè, dày cui. Loa 8 ohm ha. Cụ từ nó nhìn như sao, cụ từ nó ác chiến thiệt. Đây, đây là cái mic của nó, dày bà thím luôn ha, chắc cỡ đâu 12 phân á. Đây là cái chét của nó đó, cơ bản hai thùng giống nhau hết á. Mình luôn kiểm tra hết rồi, chẳng qua là sẵn kiểm tra thì sẵn view cho anh em coi luôn cho vui. Rồi tí nữa mình test thì mình test âm sau ha. Rồi mình vừa test là cặp này là cặp S90F ha, cặp của loa của Liên Xô cũ á. Hôm nay thì 3 đường tiếng, công suất 90W trên thùng. Thùng nó cũng khá là to và nặng ha, nó nặng tầm 25 thùng, 25kg trên thùng á. Cao thì có tầm 7 mấy, 75 á. Cao, nó cao hơn rất là nhiều so với mấy cặp loa Nhật ha.
nó cao hơn, rộng thì có tầm 30 36 37 gì đó ha. Thì về ngoại hình thì cơ bản là đẹp, anh em cứ yên tâm đi, nó không phải đẹp len ken như mấy là cái cặp kia, nhưng mà cái nước và cái gỗ nó còn rất là chắc chắn và kiên cố ha, không có tét. Nãy mình cũng lia mặt sau rồi, cũ của nó thì anh em thấy rồi, rất là khủng ha, phân tầng cũng rất là khủng. Hai căn thì lành lặn đẹp, logo đồ còn hết ha. Rồi bác nào hoài niệm mà thích chơi cặp này thì gọi cho mình, nó đánh cơ bản là hay đó. Cặp chép của cái cặp này nó đánh rất là sáng ha, cặp này nó cũng có tên rồi. Rồi vậy đi, anh em cứ yên tâm, cặp nào mình nói được đẹp là được ha. Rồi ai có nhu cầu thì gọi cho mình nhé. Rồi chào mọi người.